Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Miss Intercontinental Vietnam 2023. See you in Egypt. Tối ngày 26 tháng 11, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh với trang phục tôn sáng, tôn skill ngoại ngữ và khả năng kết quát trước thềm, khởi hành đến Ai Cập dự thi Miss Intercontinental 2023. Ngoài ra, gia đình, người thân và giàn hoa Á hậu cũng đã đến cổ vũ cho nàng hậu. Tại sân bay, Ngọc Hằng chọn cho mình thiết kế mang tông đen vô cùng thanh lịch, nhưng không kém phần quyến rũ, khoe lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân thon dài. Bên cạnh đó, Ngọc Hằng vô cùng tự hào khi đeo trên mình giải SAS Miss Intercontinental Việt Nam 2023, thể hiện tinh thần sẵn sàng chinh phục vương miện quốc tế. Nàng hậu còn được đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng CEO Phạm Kim Dung trực tiếp đưa ra tận sân bay, tặng hoa kèm những lời chúc trước giờ khởi hành. Ngoài ra, Ngọc Hằng còn nhận được sự ủng hộ và lời chúc từ giàn hậu thân thiết, Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Huỳnh Minh Kiên. Đặc biệt, Hoa hậu Thanh Thủy đã tự tay vào bếp nấu món cơm chiên chay, cũng là món khoái khẩu của nàng hậu ăn chay trường. Thanh Thủy hy vọng rằng Ngọc Hằng sẽ ăn thật no và có đủ sức khỏe để lên máy bay, đi một chặng đường dài hơn 14 tiếng để đến Ai Cập. Gia đình Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng đã có mặt tại sân bay từ rất sớm để động viên, dặn dò cô nàng. Cha mẹ và em trai Ngọc Hằng đã có những khoảnh khắc xúc động khi tiễn Ngọc Hằng lần đầu đi xa nhà, đến nơi đất khách quê người. Cùng với đó là sự xuất hiện đầy ấm áp và tình yêu thương của tất cả người hâm mộ đã tiếp thêm động lực rất lớn cho nàng hậu sinh năm 2003. Đại diện Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Mặc dù có chút xúc động rơi lệ, nhưng Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng vẫn rất mạnh mẽ tiếp tục hành trình đến với đấu trường Miss Intercontinental. Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng mang theo hành trang với hơn 100kg hành lý. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Sharm El-Sheikh, Ai Cập, tức rạng sáng ngày 16 tháng 12 theo giờ Việt Nam.